Tiêm kích F-16 sắp lỗi thời, Nga cảnh báo các nước châu Âu gánh hậu quả thay Mỹ. Nga cảnh báo đáp trả việc Mỹ triển khai vũ khí tầm xa đến châu Âu. Trong một tuần, Nga phá hủy 7 bệ phóng HIMARS của Ukraine. Nga đánh thẳng huyết mạch hậu cần khiến Ukraine khó xoay sở. Séc sẽ chuyển hơn 500.000 quả đạn pháo cho Ukraine trong năm 2024. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Trên tạp chí National Interest, chuyên gia quốc phòng Harrison Kast đã có bài viết tựa đề "Rất tiếc, không quân Hoa Kỳ, kỷ nguyên F-16 Fighting Falcon sắp kết thúc nhanh chóng". Bài viết cho rằng các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ hứa cung cấp cho Kiev đã lỗi thời trong các cuộc xung đột với các cường quốc quân sự và khó có thể tồn tại trong không phận do Nga kiểm soát. Theo tác giả, sau nhiều năm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra sức kêu gọi, gần đây, máy bay phản lực thế hệ thứ tư F-16 Fighting Falcon đã bắt đầu được trao tặng cho Ukraine. F-16 do Mỹ sản xuất chắc chắn sẽ là bản nâng cấp so với các máy bay chiến đấu của Liên Xô thời chiến tranh lạnh mà Ukraine hiện đang phụ thuộc. Mặc dù vẫn hữu ích trên chiến trường hiện đại, nhưng F-16 có ứng dụng hạn chế, phần lớn là do khung máy bay thiếu đặc tính tàng hình. Theo tác giả, F-16 không tàng hình sẽ hữu ích trong việc bảo vệ bầu trời Ukraine trước sự tấn công dữ dội của máy bay chiến đấu Nga. Nhưng nếu người Ukraine muốn tiến vào Nga nhằm giành lãnh thổ mới cho chế độ Zelensky thì vấn đề sẽ bộc lộ rõ. Ngay khi người Ukraine chạm trán với không phận do Nga kiểm soát, giá trị của F-16 cũng như khả năng sống sót của nó sẽ giảm đi rõ rệt, tác giả viết. Tuy nhiên, F-16 không hoàn toàn lỗi thời và vẫn có thể mang lại giá trị trong các tình huống tấn công. F-16 được tôn vinh nhờ khả năng SEAD, tức đàn áp phòng không của kẻ thù, và có thể sẽ được huy động để giúp tiêu diệt hoặc phá vỡ các hệ thống phòng không của đối phương. Tất nhiên, nếu cơ sở vật chất radar của đối phương vẫn còn nguyên vẹn, thì F-16 sẽ gặp khó khăn để tồn tại trong vai trò SEAD. Nhưng trong bất kỳ tình huống nào đạt được ưu thế trên không, F-16 một lần nữa sẽ mang lại giá trị trong vai trò tuần tra trên không hoặc ném bom. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa qua cảnh báo các nước châu Âu chỉ đang trở thành nạn nhân của sự căng thẳng giữa Mỹ và Nga. Ông Peskov cho biết, Moscow có đủ khả năng để chống lại những động thái thù địch của Washington khi nước này vừa công bố triển khai tên lửa mới tới châu Âu. Người phát ngôn đã đưa ra những nhận xét này với nhà báo Nga Pavel Zarubin, người đã đăng tải những trích đoạn của cuộc phỏng vấn trên mạng xã hội của mình vào ngày 13 tháng 7. Ông Peskov tuyên bố, luôn có một tình huống nghịch lý, Mỹ triển khai các loại tên lửa khác nhau, có tầm bắn khác nhau, nhưng theo truyền thống nhằm vào đất nước chúng tôi. Theo đó, đất nước chúng tôi xác định các địa điểm ở châu Âu là mục tiêu cho tên lửa của chúng tôi. Ông Peskov giải thích rằng, trong khi Washington tiếp tục hưởng lợi từ sự gia tăng căng thẳng, các quốc gia EU chỉ là mục tiêu trong cuộc đối đầu này. Ông nói, quốc gia của chúng ta đang nằm trong tầm ngắm của các tên lửa Mỹ đặt tại châu Âu. Chúng ta đã trải qua tất cả những điều này trước đây. Tất cả những điều này đã xảy ra. Chúng ta có đủ tiềm năng để ngăn chặn những tên lửa này, nhưng những nạn nhân tiềm tàng là thủ đô của các quốc gia này. Theo đài RT, ngày 13 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga có đủ khả năng để đáp trả việc Mỹ triển khai vũ khí tầm xa đến châu Âu. Lưu ý rằng các thủ đô châu Âu sẽ trở thành nạn nhân nếu căng thẳng Mỹ-Nga gia tăng. Ông Peskov nói, luôn có một tình huống nghịch lý, Mỹ triển khai các loại tên lửa khác nhau, có tầm bắn khác nhau, nhắm vào đất nước chúng tôi như thường lệ. Khi đó, đất nước chúng tôi xác định các địa điểm ở châu Âu là mục tiêu cho tên lửa Nga. Người phát ngôn cho rằng trong khi Washington tiếp tục hưởng lợi từ sự gia tăng căng thẳng, các quốc gia Liên minh châu Âu EU chỉ là mục tiêu trong cuộc đối đầu này. Ông Peskov nói thêm, quốc gia của chúng tôi đang nằm trong tầm ngắm của các tên lửa Mỹ đặt tại châu Âu. Chúng tôi đã trải qua tất cả những điều này trước đây. Chúng tôi có đủ tiềm năng để ngăn chặn những tên lửa này, nhưng những nạn nhân tiềm năng là các thủ đô châu Âu. Mỹ và các nước châu Âu chưa bình luận phát ngôn của ông Peskov. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm 10 tháng 7, Mỹ thông báo sẽ bố trí vũ khí tầm xa định kỳ, gồm cả tên lửa hành trình Tomahawk ở Đức từ năm 2026, coi đây là biện pháp răn đe. Nhà Trắng giải thích, việc triển khai những năng lực tiên tiến này sẽ chứng minh cam kết của Mỹ đối với NATO và đóng góp vào khả năng răn đe chung của châu Âu. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã ca ngợi quyết định của Mỹ, bất chấp sự chỉ trích từ các thành viên Đảng Dân Chủ Xã hội của ông. Quyết định trên đánh dấu các tên lửa hành trình Mỹ sẽ được triển khai trở lại Đức sau 20 năm vắng bóng. Trước đó, theo hãng thông tấn RIA của Nga, Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đồng loạt lên tiếng phản đối thông tin trên. Thứ trưởng Ngoại giao Nga trả lời báo giới, những hành động như thế này trước hết nhằm đe dọa đến an ninh của nước Nga, đạp đổ cơ hội tiến hành các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí trong tương lai. Nhà Ngoại giao Nga lưu ý rằng, quyết định triển khai vũ khí tầm xa chỉ là một mắt xích trong toàn bộ tiến trình làm căng thẳng gia tăng giữa Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO với Nga. Thứ trưởng Ryabkov cho biết, Moscow sẽ bình tĩnh, không gây căng thẳng hoặc tiến hành các phản ứng quân sự trước kế hoạch triển khai vũ khí tầm xa ở Đức của Washington. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 7 cho biết trong tuần qua, lực lượng không quân tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy 7 bệ phóng M142 HIMARS được Ukraine dùng để tấn công bán đảo Crimea. Tại Ukraine, việc HIMARS bị phá hủy gần đây đã gây ra mối quan ngại cho giới chức nước này vì tổ hợp hỏa lực này đã đóng vai trò quan trọng trong việc nhắm mục tiêu vào các sở chỉ huy, trung tâm hậu cần và nơi tập trung quân của Nga trong thời gian qua. Hỏa thần HIMARS đã được chú trọng khi lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường vào năm 2022 và khi Kiev sử dụng chúng để tấn công các vị trí của Nga, đồng thời ngăn cản Moscow bố trí số lượng lớn đạn dược gần tiền tuyến và duy trì tốc độ bắn ở mức cao. HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, được phát triển từ tổ hợp M270 của Mỹ. Hệ thống điều khiển bắn HIMARS cho phép đạt tốc độ chính xác cao, với những tầm bắn khác nhau tùy thuộc vào loại tên lửa được sử dụng. Trong đó, tên lửa ERMLRS có tầm bắn 45 km, 70 km với tên lửa dẫn đường GMLRS tầm xa mới và lên tới 300 km với tên lửa chiến thuật. Điều này mang lại cho HIMARS khả năng tấn công mở rộng nhắm các mục tiêu ở khoảng cách xa và hỗ trợ các hoạt động quân sự trên nhiều môi trường chiến đấu khác nhau. Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine ít nhất 39 tổ hợp HIMARS từ đầu xung đột. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, trong tuần qua, các lực lượng tham gia kế hoạch quân sự ở Ukraine đã phá hủy 4 bệ phóng và radar của tổ hợp S-300PS, 3 bệ phóng và radar hệ thống tên lửa Hawk, 2 bệ phóng và radar của hệ thống tên lửa Patriot. Ngoài ra, các hệ thống phòng không Nga còn bắn hạ 4 tên lửa ATACMS, 3 tên lửa hành trình Storm Shadow, 17 quả bom dẫn đường Hammer và 308 máy bay không người lái. Bị yếu thế về vũ khí và quân số, các binh sĩ Ukraine đang bám trụ ở tiền tuyến ngày càng lo lắng về khả năng bảo vệ các tuyến đường hậu cần sau khi Nga bao vây thành phố Chasiv-Yar suốt nhiều tháng qua. Nếu các tuyến tiếp tế quan trọng từ phía Tây bị cắt đứt và nếu quân đội Nga tràn xuống phía Nam, binh sĩ Ukraine có nguy cơ bị mắc kẹt trong thế gọng kìm. Binh sĩ có biệt danh Bodan thuộc Lữ đoàn Tấn công Đường không số 80 triển khai gần Chasiv-Yar cho biết sẽ rất nguy cấp nếu Nga kiểm soát hoặc tiếp cận gần hơn con đường chính, tiếp tế đạn dược hoặc các nhu yếu phẩm khác của chúng tôi. Hiện Nga đang tiến nhanh về phía Tây Nam sau khi Avdiivka thất thủ vào tháng 2 năm 2024. Quân đội Nga đã tiến xa tới làng Novo-Alexandrovka. Từ đây, họ tiến hành các cuộc tấn công dồn dập. Các lực lượng Nga chỉ cách quốc lộ T-0504 hơn 6 km. T-0504 là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho Ukraine trong toàn khu vực và có thể trở thành con đường tấn công về phía Tây, phía Đông hoặc cả hai chiều nếu rơi vào tay Nga. Kiev Independent dẫn một số nguồn tin cho biết quân đội Ukraine vẫn đang sử dụng T-0504 làm tuyến đường tiếp tế với tần suất hạn chế, bất chấp mối nguy hiểm do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh của Nga. Nhận định cuộc tấn công của Nga về phía quốc lộ T-0504, chỉ huy sư đoàn 110 của Ukraine, ông Mykhailo cho biết đó là mối đe dọa rất nghiêm trọng bởi sau 2 năm xung đột, đối phương có đủ khả năng và quyết tâm để chọc thủng chiến tuyến của chúng tôi, không chỉ ở một hoặc hai nơi mà ở rất nhiều nơi, gây nguy hiểm cho các tuyến hậu cần. Theo ông Mykhailo, bất cứ tuyến hậu cần nào bị chặn đều ảnh hưởng đến tình hình mặt trận bởi vì tất cả các con đường đều quan trọng đối với việc thực hiện những nhiệm vụ chiến lược, trong đó có cả nhiệm vụ cung cấp đạn dược, vũ khí. Việc các tuyến tiếp tế bị thu hẹp dần khiến lực lượng Ukraine dễ bị tấn công hơn trước các cuộc không kích của Nga, đồng thời gây nguy hiểm cho công tác hậu cần của Ukraine khi họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 11 tháng 7 cho biết các cuộc giao tranh ác liệt nhất hiện đang diễn ra ở gần làng Vozdizhenka, cách đoạn giữa đường cao tốc T0504 khoảng 5 km. Theo các nhà phân tích quân sự, quân đội Nga đang tấn công từ Novoalexandrovka, một ngôi làng mà họ đã chiếm được vào cuối tháng 6 năm 2024. Ngoài ra, ông Alexander Kovalenko, nhà phân tích chính trị và quân sự Ukraine thuộc Tổ chức Nghiên cứu Information Resistance có trụ sở tại Kiev cho rằng đây là giai đoạn đầu của một cuộc tấn công lớn vào khu vực Toretsk. Toretsk và New York vốn đã bị tàn phá nặng nề trong cuộc xung đột tại Ukraine vào năm 2014. Nhưng so với nơi khác, tình hình tại hai thị trấn này vẫn yên tĩnh hơn. Chuyên gia quân sự Michael Kaufman, thành viên cấp cao tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie cho rằng cuộc tấn công của Nga về phía Pokrovsk có nguy cơ tạo thành thế gọng kìm, siết chặt Toretsk. Theo ông Sergei Havravsky, cựu đại tá Ukraine, Nga đang gia tăng áp lực lên Chasiv-Yar và Toretsk, đồng thời tiến về phía Tây Bắc để chiếm Konstantinovka. Việc chiếm giữ Toretsk và Chasiv-Yar sẽ cho phép quân đội Nga tiến về Konstantinovka từ phía Nam và phía Bắc, nơi mà ông Havravsky cho là một trong những mục tiêu của Nga. Konstantinovka có điểm giao cắt giữa hai đường cao tốc chính là T0504 và T0514, dẫn đến các khu vực Kramatorsk và Sloviansk. Nhà phân tích Kovalenko cho rằng số lượng viện trợ quân sự của phương Tây đóng vai trò rất quan trọng để xác định kết quả của những trận giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát các tuyến đường huyết mạch. Nhiều binh sĩ Ukraine có mặt tại Chasiv-Yar dự đoán số lượng đạn pháo được chuyển giao cho họ sẽ ngày càng ít hơn do hoạt động hậu cần bị gián đoạn trong những tháng tới. Sự thiếu hụt đạn pháo khiến họ không thể hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh trước các cuộc tấn công bằng súng cối, xe bọc thép và xe tăng của Nga. Tổng thống Pet Paven ngày 13 tháng 7 cho biết, Séc sẽ gửi đạn pháo cho Ukraine như một phần trong sáng kiến cung cấp đạn dược của nước này. Cụ thể, khoảng 50.000 quả đạn pháo dự kiến sẽ được chuyển đến Ukraine vào tháng 7 và tháng 8, với số lượng giao hàng tháng tăng lên từ 80 đến 100.000 quả đạn pháo bắt đầu từ tháng 9. Trước đó, lô đạn pháo đầu tiên theo sáng kiến của Cộng hòa Séc đã đến Ukraine vào cuối tháng 6. Vào tháng 4, Thủ tướng Pes Fiala cho biết, Ukraine sẽ nhận được 1,5 triệu quả đạn pháo theo sáng kiến cung cấp đạn dược của Séc trong vòng một năm. Tổng thống Séc Pet Pavel lần đầu tiên thông báo sáng kiến mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine hồi tháng 2 năm nay. Cộng hòa Séc đã đảm bảo cam kết cung cấp 500.000 quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm. Nguồn cung cấp số lượng đạn pháo này vẫn chưa được tiết lộ. Theo một đại diện quân đội Ukraine, kế hoạch này được cho là sẽ chi khoảng 2 tỷ đô la Mỹ để mua đạn pháo từ Nam Phi và Hàn Quốc. Ngoài ra, Cộng hòa Séc dự kiến sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ của Séc trong năm nay. Động thái này nhằm thể hiện lập trường ủng hộ tối đa đối với Ukraine trong bối cảnh xung đột căng thẳng hiện nay. Bộ trưởng Quốc phòng Séc đã xác nhận với truyền thông nước này, cho biết sẽ tham gia huấn luyện khoảng 4.000 binh sĩ Ukraine. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh, Cộng hòa Séc sẽ không cử giảng viên đào tạo trực tiếp đến Ukraine. Năm ngoái, Cộng hòa Séc đã huấn luyện 4.000 binh sĩ Ukraine và năm nay con số tương tự binh sĩ Ukraine được huấn luyện sẽ tiếp tục được triển khai. Trao đổi với thông tấn xã Séc, Bộ trưởng Quốc phòng Séc cho biết số lượng đăng ký được đào tạo trong thời gian tới đã đầy. Cộng hòa Séc sẽ cung cấp cơ sở đào tạo và người hướng dẫn cho các binh sĩ Ukraine. Trong khi đó, một số nước châu Âu khác đang có kế hoạch gửi trực tiếp các giảng viên quân sự tới Ukraine. Cuối tháng 5 vừa qua, tờ Le Monde của Pháp đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang thảo luận với một số nước châu Âu về việc thành lập liên minh huấn luyện binh sĩ trực tiếp tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Séc lưu ý rằng Pháp và các nước khác đang xem xét phương án này do khoảng cách địa lý với Ukraine khiến công tác hậu cần vận chuyển binh sĩ Ukraine trở nên không thực tế. Trong khi đó, Cộng hòa Séc không cần thực hiện các biện pháp như vậy vì khoảng cách địa lý giữa Ukraine và Séc nằm gần nhau. Căn cứ phòng thủ tên lửa mới của Mỹ nằm ở Pomeranian, Voivodeship, cách bờ biển Baltic chưa đầy 20 km và cách vùng lãnh thổ hải ngoại duy nhất của Nga là Kaliningrad hơn 200 km. Căn cứ này được trang bị hệ thống Aegis Ashore với radar SPI-1 và một tổ hợp các bệ phóng, các hệ thống phóng thẳng đứng VLS MK41 được thiết kế để phát hiện, theo dõi và sử dụng tên lửa SM-3, RIM-161 Standard Missile-3 để đánh chặn các tên lửa đạn đạo. Rõ ràng, việc bố trí một cơ sở phòng thủ tên lửa mới của Mỹ gần biên giới Nga cho thấy NATO coi Nga có thể là đối thủ trong một cuộc xung đột toàn cầu. Ngoài việc theo dõi và phát hiện, đánh chặn các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga, một yếu tố khác khiến Moscow rất lo lắng về Aegis Ashore là bệ phóng Mk-41 của nó còn có thể sử dụng để phóng các tên lửa tấn công các mục tiêu trên không và trên mặt đất. Bệ phóng Mk-41 có thể lắp đặt và phóng tên lửa hành trình tầm xa BGM-109 Tomahawk, loại tên lửa mà Nga và Mỹ bị chế ước theo các điều khoản của Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF, cấm bố trí tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trên mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.470 km. Đây là lý do chính khiến cả tên lửa Tomahawk của Mỹ và Kalib của Nga đều được bố trí trên tàu chiến mà không được phép triển khai trên mặt đất. Nếu Mỹ bí mật thay thế tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo SM-3 bằng tên lửa hành trình Tomahawk, thì không chỉ toàn bộ phần châu Âu của Nga sẽ nằm trong tầm ngắm của tên lửa Mỹ, mà chỉ trong 10 phút, các tên lửa này sẽ đánh trúng vào vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga. Do đó, việc Mỹ triển khai căn cứ phòng thủ tên lửa với hệ thống Aegis Ashore ở Ba Lan và Rumania bị Nga coi là hành động thách thức, vi phạm trắng trợn hiệp ước INF, bởi chỉ cần một điều chỉnh nhỏ là các bệ phóng Mk-41 có thể ngay lập tức biến thành hệ thống phóng tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk trên mặt đất. Mỹ đã rút khỏi hiệp ước INF vào năm 2019 với lý do rằng một số tên lửa hành trình của Nga đã vi phạm thỏa thuận. Moscow đã phủ nhận cáo buộc này và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump việc phá bỏ hiệp ước sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước INF, Nga vẫn tiếp tục tuân thủ hiệp ước và tạm dừng phát triển tên lửa tầm trung. Tuy nhiên, đầu tháng 7 năm nay, Tổng thống Putin bất ngờ đưa ra tuyên bố rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ tiếp tục phát triển các loại vũ khí tấn công tầm trung nhằm đáp trả hành động thù địch của Mỹ. Các cơ quan an ninh Nga mới đây đã bắt giữ một đối tượng nghi làm gián điệp cung cấp thông tin bán đảo Crimea cho tình báo Ukraine. Cụ thể, hãng thông tấn TASS đưa tin đối tượng bị cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB bắt giữ lần này là một công dân Ukraine sinh năm 1982 tham gia vào việc hợp tác bí mật với cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine DIU. Thông cáo của FSB viết đối tượng trên đã chuyển thông tin về những vị trí đóng quân thường trực của binh sĩ Nga trong địa phận bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol. Một cuộc điều tra hình sự nhằm vào đối tượng này đang được tiến hành. Theo hãng thông tấn TASS, FSB thời gian gần đây đã đẩy mạnh hoạt động vô hiệu hóa nhiều nhóm gián điệp được cho là hoạt động dưới sự chỉ đạo từ các cơ quan mật vụ Ukraine. Trước đó, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn thông báo từ Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB cho biết nước này đã bắt giữ hai đặc vụ tình báo của quân đội Ukraine, kịp thời ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố ở khu vực bán đảo Crimea. FSB thông báo, FSB Liên bang Nga đã ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật của một công dân Nga sinh năm 1999 và đồng phạm sinh năm 2000. Hai bị cáo bị bắt khi đang lên kế hoạch làm nổ đoạn đường ray xe lửa ở quận Leninsky, bán đảo Crimea theo chỉ thị từ Ukraine. Cũng theo điều tra của FSB, nam thanh niên này đã được một nhân viên của Tổng cục Tình báo HUR thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine tuyển dụng hồi tháng 10 năm 2023 thông qua một ứng dụng nhắn tin. Sau đó, nam thanh niên này cùng một đồng bọn đã thực hiện một số nhiệm vụ cho các cơ quan đặc biệt của Ukraine, bao gồm chụp ảnh nơi ở của các quân nhân Nga, vị trí quân đội Nga đặt hệ thống phòng không, cũng như tọa độ của các cơ sở nhiên liệu và năng lượng ở bán đảo Crimea. Đáng chú ý, hồi tháng 4 vừa qua, thông qua những tọa độ do một người phụ trách tìm thấy, FSB đã thu giữ một thiết bị nổ ở một nhà kho tại thành phố Sevastopol, phía tây nam Crimea, ở dưới đường ray xe lửa, đoạn gần khu định cư Oktyavskoy. Cơ quan này cho biết hai bị cáo đã bị giam giữ vào thời điểm xảy ra vụ việc trên, tức là từ tháng 4. Tuy nhiên, không biết lý do vì sao hai bị cáo lại có thể tiếp tục gây ra vụ cài thuốc nổ dưới đường ray xe lửa. Hồi đầu tháng 3, quân đội Ukraine tuyên bố đánh bật lực lượng Nga tại Krasnogorovka trong đợt phản kích hiếm hoi sau thất bại ở thành trì Avdiivka. Thời điểm đó, Phó chỉ huy lữ đoàn Maxim Yorin thông báo lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine đẩy đối phương ra khỏi Krasnogorovka, tỉnh Donetsk. Nga không chịu đầu hàng và bị vô hiệu hóa trong những ngôi nhà mà họ kiểm soát. Đến lúc này, Krasnogorovka đang nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Tuy nhiên, cuối tháng 6 vừa qua, ở Krasnogorovka, các đơn vị Nga đã chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine và tiến vào tiểu khu Vostokny tại trung tâm thành phố. Việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn Krasnogorovka chỉ là vấn đề thời gian. Một trung úy Ukraine có biệt danh Alex cho biết trên kênh Telegram của mình rằng mọi thứ ở Krasnogorovka thật tồi tệ. Quân đội Nga đang tấn công từng góc phố, trong khi các đơn vị của chúng tôi đã kiệt sức. Mới đây nhất, trên kênh Readovka cho biết tại Krasnogorovka ở Donetsk, lực lượng Kiev đã từ bỏ bệnh viện trung tâm, nơi vốn được biến thành công sự phòng thủ, để rút lui về phía khu trại Faken bị bỏ hoang trong công viên thành phố cũng như vào tòa nhà một tầng. Bộ Chỉ huy Ukraine có lẽ đã buộc phải ra quyết định khó khăn này vì không còn hy vọng giữ được thành phố và đang chuẩn bị rút lực lượng khỏi khu vực dự kiến sẽ bị Nga bao vây về phía trang trại tập thể Lenin. Trong thành phố, quân đội Nga đang tiến lên từ hai hướng cùng lúc. Ở phía Tây, binh sĩ của họ phát triển được thêm 600 mét dọc các đường Viện sĩ Korolev và Chekhov. Ở phía Đông Krasnogorovka, lực lượng Moscow tiếp tục tiến lên dọc đường Ostrovsky và Nakhimov. Nói cách khác, mục tiêu của họ vẫn không thay đổi, đó là bao vây các đơn vị đồn trú Ukraine bằng các cuộc tấn công hội tụ từ nhiều phía cùng lúc. Ở diễn biến khác, gần đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy các UAV của lực lượng không quân thuộc nhóm tác chiến Dnepr của Nga đã phá hủy hơn 10 phương tiện của Ukraine trong 1 giờ ở hữu ngạn sông Dnieper dọc mặt trận Kherson. Nhờ sự phối hợp giữa những người điều khiển UAV trinh sát và UAV tấn công của lực lượng lính dù Nga, chuỗi hậu cần và cơ sở hạ tầng vận chuyển của một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã bị Moscow vô hiệu hóa thành công. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tình hình của quân đội nước này trên tiền tuyến gần Pokrovsk thuộc khu vực Ukraine kiểm soát ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) vô cùng khó khăn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đánh giá hướng Pokrovsk vẫn là tâm điểm nóng nhất trên toàn bộ tiền tuyến. Giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra trên mặt trận Kurakhovo và Toretsk. Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin cho biết binh sĩ thuộc hai lữ đoàn của Ukraine đã bỏ vị trí ở Yevgenovka và Novosiolovka-Pevaja theo hướng Pokrovsk. Tuần qua, giao tranh tiếp tục diễn ra tại nhiều địa điểm dọc chiến tuyến, trong đó Moscow báo cáo những thắng lợi mới ở Donbass và chiếm được các ngôi làng từ tay lực lượng Kiev. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiếm được Chikari, một khu định cư nhỏ nằm ngay phía tây bắc thị trấn Golovka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk của Nga. Khu định cư này vốn đã trở thành đống đổ nát sau nhiều năm giao tranh ở Donbass thuộc Ukraine trước đây, đã được lực lượng Kiev sử dụng làm một trong những điểm tập trung để tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa bừa bãi vào Golovka. Giao tranh tích cực tiếp tục diễn ra ở làng New York, còn được gọi là Novoroskoye. Kênh Deep State của Ukraine đưa tin quân đội Nga đã đột nhập thành công vào trung tâm thị trấn New York, tên cũ là Novgorod. Quân đội Nga đã sử dụng địa đạo mới đào để tiếp cận thành công trung tâm New York, thể hiện linh hoạt về chiến thuật trong tấn công trận địa vững chắc. Khi làng Jurivka nằm ở phía nam thị trấn New York bị quân đội Nga chiếm đóng, họ tiếp tục tiến về phía thị trấn New York, kiểm soát 3 con phố rộng tới 700 m và sâu 1,3 km. Kết quả này thật đáng kinh ngạc, đặc biệt khi việc đưa tin của kênh Deep State thường chậm hơn 1 hoặc 2 ngày so với việc đưa tin của kênh thân Nga. Điều này có nghĩa là diện tích thực tế do quân đội Nga kiểm soát ở thị trấn New York có thể lớn hơn. Trục Avdiivka vẫn là một trong những điểm nóng nhất trên toàn chiến tuyến, khi lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía Tây sau khi chiếm được thị trấn trọng điểm vào giữa tháng 2. Trong tuần qua, quân đội đã mở rộng vùng kiểm soát xung quanh thị trấn Ocheretino, nơi từng là trung tâm hậu cần chính cho lực lượng Ukraine. Ngoài ra, đầu tuần này, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái kamikaze nhằm vào khu phức hợp công nghiệp quân sự của Ukraine, nhắm vào nhiều địa điểm trên khắp đất nước. Máy bay Antonov và các nhà máy quân sự Artyom ở Kiev, nhà máy Yuzhmash ở Donetsk, trước đây là Dnepropetrovsk, một nhà máy ở Kryvarov, cũng như một số cơ sở khác nằm trong số các mục tiêu. Cơ sở dân sự đáng chú ý nhất bị hư hại là bệnh viện nhi Omadet ở thủ đô Ukraine. Trong khi Kiev tuyên bố bệnh viện bị tên lửa hành trình KH-101 bắn trúng, thì vụ tấn công đã được nhiều người ngoài cuộc quay phim với những đoạn phim có sẵn cho thấy bệnh viện thực sự bị hư hại bởi một tên lửa phòng không AIM-120 được bắn từ hệ thống NASAMS do phương Tây cung cấp. Bộ Quốc phòng Nga cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc của phía Ukraine. Trong tuần qua, quân đội Nga cũng tiếp tục tích cực tiến hành các cuộc tấn công vào hậu phương của quân đội Ukraine, nhắm vào nhân sự và khí tài, bãi chứa đạn, khu vực tập kết và kho chứa. Cách đây ít ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một đoàn xe chở thiết bị quân sự của Ukraine bị các tên lửa Iskander phá hủy ở vùng Sumy. Theo hãng tin Sputnik, đoạn video dài 1 phút 9 giây được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy đợt tấn công bằng tên lửa Iskander đã nhắm vào khu vực nhiều cây cối gần làng Stetskovka thuộc vùng Sumy của Ukraine. Ngay sau đó, nhiều cột khói bốc cao lên trời do đạn nổ. Bộ Quốc phòng Nga cho hay cuộc tấn công đã phá hủy thành công một kho đạn pháo, 20 xe quân sự được thiết kế để vận chuyển đạn dược và binh sĩ, cùng 65 binh sĩ Ukraine. Cuộc xung đột ở Ukraine từng được Tổng thống Vladimir Putin kỳ vọng sẽ sớm kết thúc trong vài tuần, đã bước sang năm thứ ba. Theo các chuyên gia, một thỏa thuận hòa bình có thể sẽ không thành hiện thực và việc chấm dứt xung đột chỉ xảy ra khi một bên cạn kiệt nguồn vũ khí. Ukraine hiện đang kêu gọi phương Tây tiếp tục viện trợ các vũ khí tầm xa có khả năng định vị và phá hủy các sân bay bên trong lãnh thổ Nga, những sân bay được sử dụng để phóng các tiêm kích nhắm vào các thành phố chiến lược và mục tiêu quân sự của Ukraine. Moscow cũng tập trung vào việc mở rộng kho vũ khí trên không với hàng loạt tên lửa đạn đạo UAV và bom lượn có sức công phá lớn, khiến Kiev không kịp trở tay. Các quan chức phương Tây và Mỹ ước tính lực lượng Kiev sẽ tiếp tục ở thế phòng thủ trong 6 tháng tới và sẽ không thể tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn cho đến năm 2025. Tuy nhiên, các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW lưu ý, lực lượng Kiev đang cố gắng giành thế chủ động chiến thuật, tiến hành các cuộc phản công hạn chế trên một số khu vực nhất định của mặt trận. Họ sẽ có thể hành động ngay cả khi đang thất thế tùy thuộc vào dòng viện trợ của phương Tây. Kiev đang giải quyết các vấn đề nhân sự và thành lập một số lữ đoàn mới cũng như việc cung cấp hỗ trợ an ninh cần thiết của phương Tây để trang bị cho các lữ đoàn này sẽ quyết định thời điểm và quy mô Kiev có thể phản công. Tuy nhiên, các hoạt động này của Kiev không nhất thiết phải là một nỗ lực đơn lẻ hoặc quy mô lớn mà thay vào đó có thể là một loạt các hoạt động phản công phức tạp diễn ra vào cuối năm 2024 và trong suốt năm 2025. Dù Ukraine đã tiến hành phản công trong thời gian gần đây, chuyên gia Ben Barry thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London vẫn cho rằng tình thế trên tiền tuyến đang nghiêng về phía Nga. Theo ông, lợi thế trên không của Moscow là một sự thật dễ thấy, khiến Kiev liên tục phải oàn mình chống lại các đợt không kích bằng tên lửa và UAV được phóng từ đất Nga vào các vị trí chiến lược nằm trong lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, ISW tiếp tục đánh giá rằng quân đội Nga khó có thể đạt được những thành công đáng kể về mặt hoạt động và lý thuyết thắng lợi do nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đưa ra nhằm mục đích hướng tới bước phát triển dần dần và nhất quán của quân đội Nga thay vì đột kích thọc sâu thần tốc. Bộ Quốc phòng Ukraine vừa qua đăng video cho thấy máy bay không người lái UAV trinh sát của Trung đoàn 14 theo dõi một tổ hợp phòng không TOR được Nga triển khai ở khu vực trống trải. Phát hiện UAV Ukraine, hệ thống TOR khai hỏa tên lửa, song quả đạn bay trượt mục tiêu. UAV này lập tức chuyển tọa độ cho pháo binh Ukraine để tập kích tổ hợp TOR. Quả đạn thứ hai phát nổ ngay sát hệ thống phòng không Nga. Tổ hợp TOR của Nga cố bắn hạ UAV của chúng tôi, song thất bại và bị pháo HIMARS phá hủy. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nhưng không công bố hình ảnh thiệt hại của đối phương sau vụ tập kích. TOR là tổ hợp tên lửa đất đối không tầm ngắn do Liên Xô phát triển từ năm 1975. Và đưa vào biên chế năm 1986, được thiết kế với nhiệm vụ tiêu diệt máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái và tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Hệ thống phòng không tầm ngắn TOR được phát triển từ đầu những năm 1980 và biên chế cho quân đội Nga vào năm 1986. Tổ hợp bao gồm anten giám sát, radar theo dõi và bệ phóng tên lửa đặt trên khung gầm xe bánh xích. Nó có vận tốc tối đa 60 km/h với khả năng vừa quét mục tiêu vừa di chuyển. Các biến thể sau còn có thể khai hỏa trong lúc di chuyển, song chỉ ở mức độ hạn chế. Hệ thống TOR cơ bản có thể mang theo 8 tên lửa 9M330, 9M331. Chúng có trọng lượng phóng 165 kg và vận tốc tối đa Mach 2, khoảng 2.469 km/h, có thể bắn trúng mục tiêu ở độ cao 6 km và khoảng cách 15 km. Các tài khoản mạng xã hội nhận định, đạn phòng không của tổ hợp TOR không được thiết kế để tập kích các mục tiêu như UAV trinh sát của Ukraine do chúng có kích thước quá nhỏ để kích hoạt đầu dò cận đích trên tên lửa. Điều tương tự từng xảy ra trong video do lữ đoàn số 79 Ukraine đăng cuối tháng 6. Trong đó, tổ hợp phòng không Osha của Nga khai hỏa tên lửa để đánh chặn UAV Ukraine, song quả đạn không phát nổ khi bay sượt qua mục tiêu. Sergei Makarenko, giáo sư tại Đại học Kỹ thuật Điện Saint Petersburg của Nga, năm ngoái cũng cho biết, lực lượng phòng thủ của Moscow gần như không thể bắn trúng những chiếc UAV kích thước nhỏ bằng các vũ khí hiện có. HIMARS là hệ thống pháo phản lực phóng loạt tự hành, sở hữu hỏa lực mạnh, tính cơ động cao, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km, tùy loại đạn và cấu hình. Xe bệ phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h và nhanh chóng rời khỏi vị trí khai hỏa để tránh bị phản pháo. Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine ít nhất 39 tổ hợp HIMARS từ đầu xung đột. Thời gian gần đây, được sự nới lỏng quy định của các nhà bảo trợ, Ukraine đã sử dụng một số vũ khí chính xác để tiếp tục tấn công các mục tiêu có giá trị cao của Nga, nhưng các loại vũ khí này đã nhanh chóng bị Nga vô hiệu hóa. Nhà khoa học chính trị người Mỹ John Mearsheimer cũng nhận định như trên trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Daniel Davis Deep Dive. Ông Mearsheimer cho biết, nếu bạn nhìn vào cách vũ khí của chúng tôi, tất cả những loại vũ khí lạ mắt mà chúng tôi chế tạo, hoạt động ở Ukraine, điều đó thực sự khá sốc. Tôi phải thừa nhận rằng tôi bị sốc trước mức độ hoạt động kém hiệu quả của những vũ khí này. Người Nga đã làm rất tốt việc vô hiệu hóa chúng. Ông nhấn mạnh, những người ở Lầu Năm Góc đã thừa nhận, đây không phải là lời hùng biện của tôi. Họ nói rằng người Nga có kỹ năng vô hiệu hóa tất cả những vũ khí tinh vi này. Theo nhà khoa học chính trị, những tuyên bố rằng máy bay chiến đấu F-16 có thể giúp lực lượng vũ trang Ukraine xoay chuyển tình thế là vô lý. Ông Mykhailo nói thêm rằng, thậm chí không có nơi nào ở Ukraine mà họ có thể đặt máy bay mà không bị quân đội Nga phá hủy. Ukraine dự kiến sẽ nhận được 6 máy bay chiến đấu F-16 từ các đối tác phương Tây vào mùa hè này và tổng cộng lên tới 20 máy bay vào cuối năm 2024. Bloomberg dẫn các nguồn tin nắm rõ tình hình cho biết, quá trình đưa máy bay quân sự tới Ukraine vẫn đang bị cản trở do tình trạng thiếu phụ tùng thay thế và rào cản ngôn ngữ giữa phi công Ukraine và người hướng dẫn của họ. Một số vũ khí phương Tây khác cũng đã bị vô hiệu hóa, như đạn pháo Excalibur. Được dẫn đường bằng GPS, những quả đạn này đã bắn trúng xe tăng và pháo binh Nga với độ chính xác cao. Nhưng chỉ trong vòng vài tuần, quân đội Nga đã bắt đầu thích nghi, sử dụng khả năng tác chiến điện tử đáng gờm của họ. Nga đã tìm cách can thiệp vào hệ thống dẫn đường GPS và ngòi nổ, khiến các quả đạn Excalibur bay chệch hướng hoặc không phát nổ khi chạm mục tiêu. Các chỉ huy Ukraine cho biết, vào giữa năm 2023, đạn M982 Excalibur do RTX và BAE Systems phát triển về cơ bản đã trở nên vô ích và không còn được sử dụng nữa. Một số loại vũ khí khác thể hiện sự vượt trội về công nghệ của phương Tây cũng gặp phải số phận tương tự. Các quan chức quân sự Ukraine cho biết, biện pháp đối phó điện tử của Nga đã làm giảm đáng kể độ chính xác của tên lửa dẫn đường bằng GPS sử dụng cho hệ thống HIMARS. HIMARS từng được cho là loại vũ khí đảo ngược của xung đột và mang lại lợi thế cho Ukraine vào mùa hè năm 2023. Các quan chức Ukraine và phương Tây cho biết, một loại vũ khí hoàn toàn mới là bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất do Boeing và Saab của Thụy Điển sản xuất đã thất bại hoàn toàn sau khi được Ukraine triển khai trong những tháng gần đây, một phần do thế mạnh về tác chiến điện tử của Nga. Lầu Năm Góc đã từ chối thảo luận về hiệu suất của các loại vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine với lý do bảo mật về an ninh. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng sự hỗ trợ quân sự của phương Tây không mang lại điểm lành cho Ukraine và chỉ kéo dài xung đột, trong khi việc vận chuyển vũ khí trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Business Insider bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington DC, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, ông Alexander Kamishin cho biết máy bay tấn công không người lái FPV chiếm một phần đáng kể trong bối cảnh xung đột đang gia tăng căng thẳng hiện nay. Ông gọi FPV là máy bay không người lái cối và máy bay không người lái pháo binh để ám chỉ đến tiềm năng gây nổ của chúng, tương tự như những vũ khí tấn công tầm xa khác. Ông Kamishin nói, năm nay, chúng tôi sẽ sản xuất nhiều hơn 1 triệu FPV so với dự kiến. Các máy bay tấn công tầm trung, tầm xa sẽ được ưu tiên sản xuất vì chúng phát huy hiệu quả tốt hơn trên chiến trường. FPV là viết tắt của cụm từ First Person View, góc nhìn thứ nhất. Thay vì chỉ có thể điều khiển và quan sát qua một màn hình thông thường, FPV đem lại cho người điều khiển cảm giác chân thực như một phi công đang ngồi trong buồng lái máy bay. Loại máy bay này thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công, có khả năng điều chỉnh hỏa lực pháo binh, tấn công thiết bị quân sự, đồng thời có thể truy đuổi các mục tiêu đang di chuyển. Theo ông Kamishin, trong khoảng 1 triệu FPV sẽ ra đời vào năm 2025, có hơn 10.000 máy bay tấn công tầm trung có khả năng bay hàng trăm km và hơn 1.000 máy bay tầm xa có khả năng tiếp cận mục tiêu cách bệ phóng 1.000 km. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, máy bay không người lái FPV đã được sử dụng rất nhiều trong chiến đấu. Cả hai bên đều nỗ lực phát huy tối đa khả năng tấn công của những vũ khí giá rẻ này bằng cách buộc thuốc nổ vào chúng và sử dụng chúng để tấn công đối phương từ xe bọc thép đến binh lính trong chiến hào. Ukraine thường xuyên sử dụng máy bay không người lái, tấn công tầm trung và tầm xa lớn hơn loại FPV giá rẻ để thực hiện các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga và nhắm vào các cơ sở năng lượng và quân sự quan trọng của nước này. Kiev cũng đồng thời sử dụng vũ khí tự chế và cải tiến chúng cho các nhiệm vụ khác. Ví dụ, nước này đã trang bị cho máy bay không người lái của Hải quân các bệ phóng tên lửa và biến một trong những tên lửa hành trình chống hạm của mình thành vũ khí tấn công trên bộ. Những cải tiến này đã giúp Kiev giành được những lợi thế nhất định trên chiến trường. Những hệ thống vũ khí tự chế này đã mang lại cho Kiev khả năng mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động ra ngoài biên giới, đặc biệt là khi nước này vẫn đang phải đối mặt với những hạn chế trong việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp cho những mục đích như vậy. Ông Kamishin nói, chúng tôi đã chứng minh rằng không có ranh giới đỏ nào cả. Bây giờ chúng tôi có thể dễ dàng tiếp cận các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga khoảng 1.500 km. Hiện cả Nga và Ukraine đều đang nỗ lực tăng cường sản lượng quốc phòng để đáp ứng nhu cầu vũ khí trên chiến trường. Năm 2023, Nga dành 21% tổng chi tiêu liên bang vào lĩnh vực quốc phòng, tăng từ mức gần 14% vào năm 2020. Ngân sách liên bang năm 2024 của Nga yêu cầu tỷ lệ chi tiêu cho quốc phòng thậm chí còn lớn hơn, ở mức 29%. Tạp chí Aviation Week thông báo, Hoa Kỳ đã bắt đầu phát triển cho Ukraine một loại tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao, có tên gọi ERAM, đạn không đối không tầm xa, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 460 km. Việc phát triển tên lửa ERAM được thực hiện có tính đến một số yêu cầu nghiêm ngặt. Loại tên lửa này phải có đầu đạn nặng khoảng 260 kg, có khả năng phân mảnh và xuyên phá cao, nên linh hoạt và hiệu quả trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Tốc độ của loại tên lửa này có thể lên đến hơn 735 km/h, tương đương với 204 m/giây, giúp nhanh chóng tiếp cận mục tiêu và giảm thiểu thời gian phản ứng của hệ thống bảo vệ. Ngoài ra, RAM sẽ được trang bị hệ thống định vị, có khả năng hoạt động trong điều kiện nhiễu điện tử. Năng lực sản xuất cũng đóng vai trò quan trọng trong dự án này. Độ chính xác của đạn dược được xác định bằng sai số hình tròn, có thể lên tới 10 mét. Đặc biệt chú ý đến khả năng hoạt động của hệ thống định vị khi đối mặt với các biện pháp đối phó tích cực của hệ thống tác chiến điện tử của đối phương. Năng lực sản xuất cũng đóng vai trò quan trọng trong dự án này. Ước tính 24 tháng sau khi hợp đồng được trao, Mỹ có thể sản xuất tới hơn 1.000 quả đạn RAM mỗi năm. Thời điểm chính xác của dự án vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự quốc tế tin rằng điều này sẽ xảy ra không sớm hơn năm 2026, khi Ukraine đã vận hành thành thạo tiêm kích F-16 được các đối tác phương Tây cung cấp. Diễn biến trên cũng cho thấy Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng kịch bản cho khả năng cuộc xung đột Ukraine kéo dài thêm nhiều năm nữa, thể hiện qua những bước leo thang dần dần cực kỳ nguy hiểm. Cuối tháng 6, Mỹ cũng cho biết nước này có thể hướng tới việc cho nhà thầu quân sự triển khai tới Ukraine. Thời điểm đó, 4 quan chức Mỹ thạo tin nói với CNN rằng chính quyền Tổng thống Biden đang tiến tới dỡ bỏ lệnh cấm trên thực tế đối với các nhà thầu quân sự Mỹ triển khai tới Ukraine để giúp quân đội nước này bảo trì và sửa chữa các hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp. Sự thay đổi trong chính sách này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách giúp quân đội Ukraine chiếm thế thượng phong trước Nga. Các quan chức cho biết, sau khi được phê duyệt, thay đổi này có thể sẽ được ban hành trong năm nay và sẽ cho phép Lầu Năm Góc cung cấp hợp đồng cho các công ty Mỹ làm việc bên trong Ukraine lần đầu tiên kể từ khi Nga tấn công nước này vào năm 2022. Các quan chức cho biết, họ hy vọng điều này sẽ đẩy nhanh quá trình bảo trì và sửa chữa các hệ thống vũ khí đang được quân đội Ukraine sử dụng. Quay trở lại với những biến động địa chính trị trên thế giới được cập nhật trong suốt 24 giờ qua, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Hôm 12 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không loại trừ bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc có thể nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hai bên đã thảo luận về an ninh hàng hải ở Biển Đen, bao gồm cả thỏa thuận ngũ cốc. Khi được hỏi về khả năng gia hạn thỏa thuận sau những bình luận của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại xung quanh vấn đề này và bất kỳ thỏa thuận nào về ngũ cốc sẽ phải đạt được trong bối cảnh chung của tình hình hiện tại. Thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản của Nga và Ukraine qua Biển Đen đã hết hạn vào tháng 7 năm 2023. Vào thời điểm đó, Nga tuyên bố sẽ chỉ gia hạn thỏa thuận nếu những trở ngại đối với hàng nông sản của nước này tiếp cận thị trường thế giới được dỡ bỏ. Ở diễn biến khác, trong một cuộc họp về các vấn đề kinh tế ngày 12 tháng 7, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết GDP của Nga tăng 5% trong 5 tháng đầu năm 2024, cao hơn đáng kể so với dự báo. Ông cho biết động lực tăng trưởng vẫn cao. Trong tháng 5, tăng trưởng tăng nhẹ so với tháng 4 lên 4,5%. Và nếu lấy thống kê cho tháng 5, GDP tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Mức tăng này cao hơn dự báo, bất chấp những động thái cản trở, phong tỏa từ bên ngoài với kinh tế Nga. Theo ông Mishustin, các con số trong lĩnh vực kinh tế thực cũng tích cực. Từ tháng 1 đến tháng 5, lĩnh vực sản xuất tăng gần 9%. Ông Mishustin dẫn chứng chế tạo máy như một trong những động lực chủ chốt trong lĩnh vực này với tỷ lệ tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng Nga nhấn mạnh điều rất quan trọng là đầu tư tiếp tục tăng, đặt cơ sở tốt cho tương lai. Cuối quý 1, đầu tư tăng gần 15%, chủ yếu vào các lĩnh vực máy móc, thiết bị, tài sản trí tuệ. Ngoài ra, theo ông Mishustin, các khu vực đã trở nên tích cực hơn trong đầu tư và phát triển các công ty. Người đứng đầu chính phủ Nga cho biết thêm hoạt động tiêu dùng ở mức rất cao, chủ yếu do thu nhập của người dân tăng. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến lạm phát tăng. Cụ thể, từ đầu năm đến ngày 1 tháng 7, lạm phát tăng lên 4,5%. Ông Mishustin nhấn mạnh vấn đề lạm phát cần phải được giải quyết liên tục vì các tiêu chuẩn sống của người dân phụ thuộc vào điều này. Ông Mishustin yêu cầu giám sát chặt chẽ tình hình vĩ mô và nếu cần điều chỉnh tức thời kế hoạch hành động trong vấn đề lạm phát với sự phối hợp của Ngân hàng Trung ương Nga. Đài CNN trước đó dẫn thông tin từ 5 quan chức Mỹ và phương Tây rằng tình báo Mỹ đầu năm nay đã phát hiện âm mưu nghi do chính phủ Nga dàn dựng nhằm ám sát giám đốc điều hành CEO của một nhà sản xuất vũ khí lớn của Đức. Theo các quan chức, âm mưu này nằm trong một loạt các kế hoạch của Moscow nhằm ám sát các giám đốc điều hành trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng trên khắp châu Âu đang hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Âm mưu ám sát ông Armin Papperger, lãnh đạo công ty Rheinmetall của Đức, là rõ ràng và chi tiết nhất trong chuỗi kế hoạch của Nga. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin cho rằng Nga đứng sau vụ âm mưu ám sát. Cụ thể, ông Peskov bình luận về cáo buộc cho rằng Nga đứng sau âm mưu ám sát lãnh đạo hãng vũ khí Rheinmetall của Đức rằng chúng tôi rất khó bình luận về những tin tức của nhiều cơ quan truyền thông khác nhau mà không chứa bất kỳ lập luận nghiêm túc nào và dựa trên một số nguồn ẩn danh. Ông Peskov khẳng định đó là tin tức giả. Trong khi trước đó, theo CNN, việc nhắm vào CEO Rheinmetall chỉ là một trong hàng loạt kế hoạch của Nga nhằm ám sát lãnh đạo các công ty trong ngành quốc phòng trên khắp châu Âu. Khi được hỏi về bản tin của CNN tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông đã chứng kiến một chiến dịch bao gồm các hành động thù địch của Nga chống lại khối này. Ông cảnh báo việc này chỉ dẫn đến việc các đồng minh tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Rheinmetall là một trong những nhà sản xuất đạn pháo và đạn xe tăng lớn nhất thế giới. Tập đoàn này bắt đầu tăng cường sản xuất sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Vào tháng 5 năm 2023, Rheinmetall cho biết đã thành lập một liên doanh với tập đoàn nhà nước Ukraine Ukroboronprom để chế tạo và sửa chữa xe tăng ở Ukraine. Vào tháng 2 vừa qua, Rheinmetall thông báo tiếp kế hoạch mở một nhà máy sản xuất đạn dược ở Ukraine. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cảnh báo Moscow sẽ trả đũa bằng cách tấn công bất kỳ cơ sở nào mà Rheinmetall thiết lập ở Ukraine. Trong Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm 2024, lãnh đạo các nước thành viên của khối nhất trí thành lập chương trình hỗ trợ và đào tạo an ninh của NATO cho Ukraine, NSATU. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết NSATU sẽ đảm bảo hoạt động viện trợ Kiev được duy trì ổn định trong những năm tới, song sẽ không khiến NATO trở thành bên tham gia trực tiếp vào xung đột tại Ukraine. Một vai trò quan trọng khác của NSATU là giúp thúc đẩy tiến trình gia nhập NATO của Ukraine. Theo quy định, để trở thành thành viên của khối, các nước phải đáp ứng loạt tiêu chí về chính trị, kinh tế và an ninh. Chương trình này sẽ không thay thế nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine UDGC do Mỹ phụ trách mà đóng vai trò bổ trợ bằng cách tiếp quản một số công việc điều phối của nhóm. Việc NATO tiếp quản quyền điều phối một phần hoạt động hỗ trợ an ninh cho Ukraine được cho là động thái nhằm giảm thiểu nguy cơ dòng viện trợ bị đình trệ do những biến động chính trị ở các nước trong UDGC, điều từng xảy ra trong quá khứ. Gói viện trợ gần 61 tỷ đô la Mỹ của Washington dành cho Kiev đã bị mắc kẹt trong 8 tháng do tranh cãi ở Quốc hội Mỹ, trong khi khoản hỗ trợ của Liên minh châu Âu EU cũng bị đóng băng trong khoảng thời gian gần như tương tự vì vấp phải sự phản đối từ Hungary. Sự chậm trễ này khiến quân đội Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt khí tài và đạn dược trong thời gian dài, tạo điều kiện để lực lượng Nga giành nhiều bước tiến quan trọng trên chiến trường. Ngoài ra, lý do chính khiến khối quyết định thành lập NSATU là do lo ngại về kịch bản của cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử và sẽ giảm bớt hỗ trợ cho liên minh cũng như Ukraine. Ông Trump thường cảnh báo rút lại các cam kết của Mỹ với Kiev. Mới nhất, tại một hội nghị phe bảo thủ ở Michigan, nước Mỹ, ông Trump tuyên bố sẽ ngừng việc gửi hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cam kết sẽ giải quyết tình hình tại Ukraine nếu như ông tái đắc cử trong năm nay. Cơ chế hoạt động của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Bộ Quốc phòng Mỹ kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Việc xác nhận ký kết kế hoạch chuyển giao hoạt động điều phối được đưa ra sau một thỏa thuận giữa NATO và Budapest. Trong đó, Hungary, quốc gia châu Âu vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với Nga, cam kết không phủ quyết sự viện trợ của Liên minh quân sự cho Kiev. Lần đầu tiên vào tháng 2 năm nay, các đồng minh NATO bắt đầu cân nhắc một động thái như vậy vì lo ngại rằng ông Trump, nếu tái đắc cử Tổng thống, có thể làm hỏng hệ thống cung cấp viện trợ cho Ukraine. Theo các quan chức cấp cao khác của NATO, Mỹ vẫn sẽ giữ quyền lãnh đạo chính trị của nhóm trên. Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, còn được gọi là định dạng Ramstein, gồm hơn 50 thành viên gặp nhau thường xuyên để thảo luận về nhu cầu quân sự của Ukraine. Một quan chức NATO nêu rõ, sự lãnh đạo nhóm của Mỹ sẽ vẫn tồn tại, nhưng NATO sẽ đóng vai trò điều phối. Vai trò đó gồm 4 khía cạnh: điều phối hỗ trợ đào tạo bằng cách đáp ứng các yêu cầu của Ukraine, kết hợp các nhu cầu và yêu cầu của Ukraine về thiết bị với các đề nghị của nhà tài trợ, chuyển thiết bị từ các nhà tài trợ đến các trung tâm hậu cần trên lãnh thổ NATO và lập kế hoạch chuyển đổi lâu dài cho lực lượng vũ trang Ukraine. Sau khi về nhất tại cuộc bầu cử Quốc hội, các đảng trong Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới NFP tại Pháp đang gấp rút chọn ứng viên để đề xuất Tổng thống Emmanuel Macron chỉ định làm thủ tướng. Trong khi đó, Tổng thống Macron vẫn chưa có động thái sẽ xác định người sẽ đứng ra lập chính phủ mới. Trong động thái mới nhất, 3 trong 4 đảng trong Liên minh cánh tả là Đảng Nước Pháp Bất Khuất, Đảng Sinh Thái và Đảng Cộng sản Pháp cho biết thống nhất ủng hộ bà Huguette Bello, thành viên Đảng Cộng sản Pháp và là đương kim Chủ tịch Hội đồng vùng lãnh thổ hải ngoại La Réunion của Pháp nằm ở Ấn Độ Dương. Trong khi đó, Đảng Xã hội, lực lượng chính trị lớn thứ hai của cánh tả, chưa bày tỏ quan điểm chính thức và vẫn duy trì sự ủng hộ đối với Chủ tịch Đảng là ông Olivier Faure. Đảng Xã hội hiện đang là mục tiêu lôi kéo của Liên minh chung sức ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về thứ hai tại cuộc bầu cử, nhằm lập một chính phủ liên minh đa sắc thái như tại Bỉ, Đức, Tây Ban Nha hay Hà Lan mới đây. Trong khi đó, ngay sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12 tháng 7 đã nhóm họp gấp lãnh đạo các đảng trong liên minh trung hữu của ông. Các nguồn tin cho biết, nhiều khả năng ông Macron sẽ chấp nhận đơn xin từ chức của Thủ tướng Gabriel Attal vào ngày 16 tháng 7 tới. Ông Attal cũng vừa được bầu làm trưởng nhóm các nghị sĩ thuộc Đảng Phục Hưng của Tổng thống Macron tại Quốc hội. Tuy vậy, người đứng đầu nước Pháp hiện vẫn chưa có động thái nào liên quan đến việc chỉ định người sẽ kế nhiệm ông Gabriel Attal đứng ra thành lập chính phủ mới. Theo dự kiến, Quốc hội Pháp mới sẽ nhóm họp vào tuần tới với hoạt động đầu tiên là bầu ra Chủ tịch Quốc hội. Các nhà phân tích địa bàn nhận định, nhiều khả năng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn chờ đợi kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội để xác định tương quan và cán cân giữa các lực lượng chính trị trước khi xác định thủ tướng mới đến từ sắc thái chính trị nào, do không có liên minh nào chiếm đa số ghế sau cuộc bầu cử vừa qua. Đảng Mặt trận Quốc gia theo đường lối cực hữu lớn thứ ba tại Quốc hội tuyên bố sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với một chính phủ cánh tả nếu không đạt được thỏa thuận trong một số vấn đề ưu tiên. Nếu không có sự ủng hộ từ 2 trong 3 liên minh lớn nhất tại Quốc hội, chính phủ mới tại Pháp sẽ khó có thể trụ lại lâu dài. Mới đây, sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO và các đối tác tại Mỹ, lãnh đạo 4 quốc gia gồm Nhật Bản, Australia, New Zealand và Hàn Quốc đã gặp nhau để thảo luận về các thách thức trong khu vực và thế giới. Cụ thể, trong thông báo đưa ra sau cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ Tứ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương gồm Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, người điều khiển cuộc họp cho biết là 4 nền dân chủ hàng đầu trong khu vực, việc 4 quốc gia này bàn cách hợp tác để thúc đẩy sự ổn định trên trường quốc tế là điều dễ hiểu. Theo Thủ tướng Luxon, không thể có thịnh vượng nếu an ninh không được đảm bảo. Chính vì vậy, 4 quốc gia này cần tiếp tục hợp tác với các đối tác thân thiết để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ các tuyến đường thương mại, duy trì trật tự quốc tế và ngăn chặn căng thẳng bùng phát thành xung đột. Thủ tướng Luxon cũng cho hay cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu và gây ra cuộc khủng hoảng về chi phí sinh hoạt tại nhiều quốc gia. Tại cuộc gặp, lãnh đạo Bộ Tứ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã thảo luận về sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên tác động đến cuộc xung đột tại Ukraine và làm gia tăng căng thẳng không chỉ ở châu Âu mà còn ở cả khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thủ tướng New Zealand cho biết Thủ tướng Ukraine Volodymyr Zelensky đã được mời tham gia cuộc họp khi các nhà lãnh đạo thảo luận về tình hình tại Ukraine. Lãnh đạo Bộ Tứ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng đã ra tuyên bố lên án hành động của Triều Tiên. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cho biết các nhà lãnh đạo Bộ Tứ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hoan nghênh sáng kiến về việc tổ chức hội nghị cấp cao với Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay để thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa các bên. Được biết, Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương đang có quá nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết. Trong bối cảnh đó, việc nguyên thủ Australia, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh của NATO hẳn không phải là vô cớ. Theo The Conversation, trước hết có thể lý giải việc NATO sốt sắng mời lãnh đạo 4 quốc gia trên tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối vì các nước này là những thành viên nổi bật nhất trong liên minh quốc tế, bày tỏ rõ ràng quan điểm ủng hộ Ukraine và đồng ý trừng phạt Nga. Do đó, sự hiện diện của họ tại một hội nghị an ninh nơi vấn đề Ukraine tiếp tục là trọng tâm thảo luận là điều có chú ý. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương hiện đang có vai trò nổi bật trong khái niệm chiến lược 2022 của NATO, một tài liệu quan trọng phác thảo các giá trị, mục đích, vai trò của liên minh quân sự này. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương được coi là khu vực có vai trò quan trọng với NATO bởi những diễn biến trong khu vực này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh khu vực châu Âu, Đại Tây Dương. Có lẽ đó cũng là lý do thôi thúc NATO tăng cường hơn nữa các quan hệ đối tác hiện có trong khu vực cũng như phát triển, mở rộng các mối quan hệ mới. Đáp lại, một mối quan hệ nồng ấm với liên minh quân sự lớn nhất toàn cầu cũng là mong mỏi của cả 4 quốc gia quan trọng trong khu vực. Theo AP, lực lượng thực thi pháp luật Mỹ cho biết, ông Donald Trump dường như là mục tiêu của một vụ ám sát khi ông phát biểu trong cuộc vận động ở Pennsylvania trong ngày 13 tháng 7. Đây là vụ ám sát đầu tiên nhằm vào một tổng thống hoặc ứng cử viên tổng thống kể từ khi ông Ronald Reagan bị bắn vào năm 1981. Hung thủ đã bị mật vụ Mỹ bắn chết, ngoài ra cũng có một khán giả thiệt mạng trong vụ việc. Theo đội ngũ chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump hiện vẫn ổn sau vụ nổ súng này. Ông Trump sau đó cũng đã lên tiếng, "Tôi bị một viên đạn xuyên qua phần trên tay phải." Cựu Tổng thống Donald Trump lần đầu lên tiếng sau khi bị bắn tại cuộc vận động tranh cử. Thật không thể tin được, hành động như vậy lại có thể xảy ra ở đất nước chúng ta. Tôi muốn bày tỏ lòng thương tiếc tới gia đình khán giả thiệt mạng tại sự kiện, cũng như gia đình của người bị thương. Ông cho biết thêm trên mạng xã hội Truth Social. Đến giờ, chúng ta chưa biết gì về tay súng đã chết. Ông Trump cho hay, ông ngay lập tức biết có điều không ổn khi nghe tiếng rít, tiếng nổ và ngay sau đó cảm thấy viên đạn sượt qua da. Máu chảy nhiều nên tôi biết điều gì đang xảy ra. Chúa phù hộ nước Mỹ. Ba nguồn tin thực thi pháp luật cho biết nghi phạm nhiều khả năng nổ súng từ một mái nhà bên ngoài địa điểm tổ chức cuộc vận động tranh cử. Nhiều nguồn tin cho hay đó dường như là một tay súng bắn tỉa, dù các bằng chứng chưa rõ ràng. Sau vụ việc, Sở Cảnh sát thành phố New York tăng cường lực lượng canh gác tại tháp Trump và các địa điểm nhạy cảm khác quanh thành phố như quảng trường Foley và tòa thị chính. Trong nhiều năm qua, tháp Trump là nơi tụ tập của những người ủng hộ và phản đối cựu tổng thống. Sau khi có thông tin về vụ nổ súng, nhiều quan chức Mỹ đã lên án vụ việc bạo lực và tàn bạo. Tổng thống đương nhiệm Joe Biden nói, "Tôi được thông báo ngắn gọn về vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump ở Pennsylvania. Tôi rất biết ơn vì ông ấy đã an toàn. Tôi cầu nguyện cho ông ấy và cả gia đình ông ấy, cũng như những người có mặt tại cuộc biểu tình. Jill và tôi rất biết ơn sở mật vụ đã đưa ông đến nơi an toàn. Bạo lực không thể được hiện diện ở Mỹ. Chúng ta phải đoàn kết như một quốc gia để lên án các hành vi này." Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có sự thay đổi trong tiêu chuẩn chọn phó tướng tranh cử Tổng thống 2024 và mỗi ứng cử viên phó tướng đều có ưu nhược điểm riêng mà ông cần phải cân đo đong đếm. Theo tờ The New York Times, phần lớn thời gian trong năm qua, cựu Tổng thống Donald Trump đã hình dung và mô tả phó tướng hoàn hảo của mình là người có thể dễ dàng đảm nhận vị trí Tổng thống nếu cần thiết. Ông Trump cho biết, ông có kế hoạch công bố người đồng hành tranh cử trước hoặc trong Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa, dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 7, theo giờ Mỹ. Tuy nhiên, khi ngày công bố phó tướng đang tới gần, những tuyên bố công khai của ông Trump cho thấy suy nghĩ của ông đã thay đổi khi ông chú trọng hơn đến các tính toán chính trị. Theo một số đồng minh của ông Trump, trọng tâm mới của ông chọn người có thể giúp ông giành chiến thắng có thể là lý do lý giải sự do dự của ông trong việc công bố nhân vật đảm nhiệm vị trí phó tướng. Theo The New York Times, năm nay, 3 ứng cử viên đứng đầu trong danh sách lựa chọn của ông Trump là Thượng nghị sĩ J.D. Vance của bang Ohio, Thống đốc Doug Burgum của bang North Dakota và Thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida. Về mặt lợi thế chính trị, mỗi người có những ưu và nhược điểm khác nhau. Cụ thể, Thượng nghị sĩ Vance được cho sẽ là người có thể tiếp thêm sinh lực cho những quan điểm nền tảng bảo thủ của ông Trump, nhưng cũng có thể dễ dàng thành mục tiêu công kích của Đảng Dân Chủ. Nhân vật thứ hai, ông Rubio, người quen biết ông Trump lâu năm nhất trong số 3 ứng cử viên, từ đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ vào năm 2016 đến bạn tâm giao khi làm việc ở Washington D.C. Ông Rubio là đảng viên Cộng hòa duy nhất ở Florida, được bầu vào Thượng viện cả 3 nhiệm kỳ và rất được lòng các cử tri gốc Tây Ban Nha ở phía đông nam của bang này. Ứng cử viên còn lại là Thống đốc Burgum, có kinh nghiệm 2 nhiệm kỳ làm thống đốc. Thống đốc Burgum là người mới nhất trong các ứng cử viên lọt vào mắt xanh của ông Trump. Ông Burgum đã trở thành người ủng hộ không mệt mỏi cho ông Trump trên các bản tin truyền hình và trong quá trình vận động tranh cử, cũng như nhận được sự ủng hộ từ một số nhân vật bảo thủ có tiếng nói. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của ông Burgum vẫn chưa nhiều và năng lực của ông cũng chưa được kiểm chứng trên phạm vi quốc gia, dù việc lựa chọn ông có thể trấn an những người Cộng hòa ủng hộ doanh nghiệp. Ông David Urban, người từng là cố vấn chiến dịch cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, tiết lộ, phu nhân Melania Trump là người có ảnh hưởng lớn nhất quyết định chọn ứng viên phó tổng thống của chồng. Ông Urban nói, có lẽ bà ấy thực sự là cố vấn thân cận nhất của ông Trump. Tờ Politico gần đây đưa tin rằng tình trạng sức khỏe yếu kém của Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như đã khiến các quan chức NATO tại hội nghị thượng đỉnh quan trọng ở Washington lo lắng hơn nhiều so với việc khối này có thể thay đổi mạnh mẽ như thế nào nếu ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa Donald Trump giành quyền bước vào Nhà Trắng. Những lo ngại lâu dài về tình trạng tinh thần của vị Tổng thống 81 tuổi đã trở nên trầm trọng hơn sau màn tranh luận không ổn định của ông với ông Trump cách đây 2 tuần. Theo Politico, một số quốc gia châu Âu đã báo động trước tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu rõ ràng của Tổng thống và ngày càng lo ngại hoặc thậm chí cam chịu trước thực tế rằng ông có thể thua cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 trước ông Trump, người có thái độ thù địch hơn nhiều đối với NATO. Một số quan chức NATO đã rất thất vọng vì những lo ngại về ông Biden đã làm ảnh hưởng quá nhiều đến hội nghị thượng đỉnh. Một nguồn tin của Politico lưu ý rằng mọi người đều tập trung vào ngoại hình của ông Biden thay vì những tuyên bố của ông Trump về NATO, nhắc lại rằng ông Biden trông già và thiếu sức sống hơn đối thủ của mình. Trong khi Tổng thống Biden ủng hộ NATO là thành trì của an ninh toàn cầu, thì ông Trump lại chỉ trích khối này nhiều hơn. Cựu Tổng thống Mỹ từng dọa rút nước này khỏi NATO, công kích các thành viên liên minh không đạt mức chi tiêu quốc phòng tương đương 2% GDP như cam kết. Ông cũng ám chỉ có thể hoãn viện trợ cho Ukraine, coi đó là đòn bẩy để buộc Kiev chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Moscow. Chi tiêu quốc phòng của NATO là vấn đề được ông Trump nhắm đến trong nhiệm kỳ đầu. Cựu Tổng thống Mỹ từng gây chấn động tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2018 ở Bỉ khi cảnh báo rút Mỹ ra khỏi liên minh nếu các quốc gia thành viên không đáp ứng chỉ tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng. Khi đó, ngoài Mỹ, chỉ có 3 quốc gia đạt mốc này. Trong những năm sau hội nghị thượng đỉnh năm 2018, chi tiêu quốc phòng của các thành viên đã tăng, với xúc tác chính trong 2 năm qua được cho là việc Nga mở chiến dịch ở Ukraine tháng 2 năm 2022. Các quan chức NATO dự định nhấn mạnh với công chúng Mỹ về tiến triển trong vấn đề này. Kịch bản ông Trump đắc cử nhiệm kỳ 2 được cho là còn ảnh hưởng đến nỗ lực của NATO cho Ukraine trong xung đột với Nga. Ông từng cảnh báo sẽ nhanh chóng dừng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine nếu trở lại Nhà Trắng. Đầu tháng này, tờ Politico cũng đưa tin rằng ông Trump đang cân nhắc một thỏa thuận với Nga về việc không mở rộng NATO sang Ukraine và Georgia nếu ông tái đắc cử Tổng thống. Vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ dừng chân tại thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ và gặp gỡ các cử tri tại đây. "Tôi hứa với các bạn là tôi ổn," ông Biden nói với những người ủng hộ trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông thời gian qua. Tổng thống Mỹ đùa rằng ông mới 41 tuổi, nói bản thân không quá già và hy vọng có chút tuổi tác sẽ thêm một chút khôn ngoan. Ông Biden cho biết thêm, "Tại thời điểm này, tôi nghĩ giải pháp thay thế là không nhiều khả năng. Tôi nghĩ vấn đề đạo đức là quan trọng. Sự lịch sự cũng rất quan trọng. Tôi cho rằng chúng ta nên suy ngẫm với tư cách là người Mỹ. Chúng ta là người lạc quan. Chúng ta là một đất nước tử tế và đáng tự hào." Tổng thống Biden đã phát biểu trong hơn 15 phút, lâu hơn nhiều những lần ông dừng chân không chính thức khác. Màn thể hiện thảm họa trong cuộc tranh luận với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump cuối tháng 6 đã làm dấy lên những lo ngại về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Biden. Ông đang phải đối mặt với hàng loạt lời kêu gọi nhường chỗ cho một ứng cử viên khác của Đảng Dân Chủ, trong bối cảnh xuất hiện những nghi ngờ về khả năng ông Biden có thể đánh bại cựu Tổng thống Trump vào tháng 11 tới. Tương lai chính trị của ông Biden tiếp tục được đặt câu hỏi sau cuộc họp báo hôm 11 tháng 7 tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington. Ngay trước cuộc họp báo, ông Biden nhầm lẫn khi gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là Tổng thống Putin, khiến những người có mặt phải kinh ngạc. Tiếp đó, trong cuộc họp báo, khi nói về việc liệu Phó Tổng thống Harris có thể đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump hay không, ông Biden lại tiếp tục nhầm lẫn khi nói bà Harris là Phó Tổng thống Trump. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ vào tối 11 tháng 7, những người ủng hộ ông Biden cho rằng Tổng thống có màn thể hiện tốt khi trả lời khéo léo nhiều câu hỏi về chính sách đối ngoại, với 19 câu hỏi từ 10 phóng viên. Các chủ đề bao gồm Nga, Israel và nền kinh tế, Trung Quốc và chính sách của Mỹ xung quanh chiến sự tại Ukraine. Nga cáo buộc chính phủ ngầm của Mỹ phối hợp truyền thông che giấu tình trạng sức khỏe của Tổng thống Joe Biden trong nhiều năm. Chính phủ ngầm hay nhà nước ngầm là thuyết âm mưu về việc một nhóm người quyền lực bí mật, chi phối, thao túng chính sách của một quốc gia. Cáo buộc về chính phủ ngầm của Mỹ nêu trên được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra trong cuộc họp báo mới đây. Theo Reuters, bà Zakharova cho rằng chính phủ ngầm ở Mỹ, các quan chức và truyền thông Mỹ đã che đậy tình trạng sức khỏe thực sự của Tổng thống Biden trong nhiều năm. Theo bà Zakharova, phản ứng từ phía công chúng lẫn các cố vấn hàng đầu của ông Biden trước màn tranh luận với ông Trump, đồng nghĩa Mỹ không thể tiếp tục giả vờ. Bà Zakharova nói về chính phủ ngầm. Các câu hỏi bật ra liệu có phải cũng là ông Biden ký toàn bộ tờ séc ấy, viện trợ cho Ukraine không? Có phải cũng cùng là một ông Biden ấy, vốn không biết liệu ông ta đang nói về quốc gia nào? Và rồi, ông ấy lại là người ký séc hàng tỷ đô la. Dĩ nhiên, ông ấy có thể được đưa cho bất kỳ tờ giấy nào để ký. Lập luận của phát ngôn viên Nga có ý đề cập tới những nhầm lẫn mới nhất của ông Biden trong cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa qua. Tổng thống Mỹ đã gọi nhầm tên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thành Tổng thống Putin và nhầm Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thành đối thủ của ông là ông Donald Trump. Trong khi đó, tân Thủ tướng Anh Keir Starmer trong một phát biểu bên thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington nói rằng những lo ngại về tuổi tác và sức khỏe tinh thần của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bị thổi phồng, đồng thời khen ngợi sức khỏe của ông Biden trong một cuộc họp song phương giữa hai nhà lãnh đạo. Bên thềm thượng đỉnh, Thủ tướng Starmer và Tổng thống Biden đã có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza, cũng như thương mại và biến đổi khí hậu. Trả lời phỏng vấn BBC ngay sau cuộc gặp, Thủ tướng Starmer khẳng định Tổng thống Biden vẫn minh mẫn, khác xa những lo ngại trước đó. Thủ tướng Starmer nhấn mạnh, chúng tôi đã có một cuộc họp song phương hiệu quả vào hôm qua. Cuộc hội đàm kéo dài 45 phút và nhiều vấn đề đã được đưa ra thảo luận. Ông cũng cho rằng Tổng thống Mỹ Biden có sức khỏe tốt và thể hiện khả năng lãnh đạo đáng kinh ngạc. Theo giới chức Mỹ, cơ hội để chính quyền Tổng thống Joe Biden làm trung gian cho thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út trước bầu cử Tổng thống vào tháng 11 đã khép lại. Theo tờ The Times ở Israel, bản thân thỏa thuận bình thường hóa này luôn là một điều gì đó rất khó khăn, bởi Ả Rập Xê Út đang yêu cầu Israel đồng ý thiết lập con đường hướng tới giải pháp một nhà nước Palestine trong tương lai, điều mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nhiều lần bác bỏ. Nhưng Mỹ đã tìm cách thúc đẩy thỏa thuận bình thường hóa song song với Hiệp ước Quốc phòng của riêng nước này với Ả Rập Xê Út. Điều này cần có sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ. Theo một nhà lập pháp Đảng Dân Chủ, Quốc hội Mỹ không còn đủ thời gian để Thượng viện tổ chức các phiên điều trần cần thiết nhằm thông qua thỏa thuận quốc phòng này. Chỉ còn chưa đầy 4 tuần nữa, Thượng viện Mỹ sẽ có một cuộc họp, trước khi họp lần cuối vào ngày 27 tháng 9 cho đến cuộc bầu cử Tổng thống. Giai đoạn này tính cả tháng 8, khi Quốc hội Mỹ chỉ mở trong 2 ngày. Về mặt lý thuyết, lãnh đạo đa số Thượng viện, Chuck Schumer có thể kêu gọi các nhà lập pháp quay trở lại sau kỳ nghỉ vào tháng 10. Tuy nhiên, hai nguồn tin Quốc hội thừa nhận rằng chính quyền sẽ không thể đảm bảo có khoảng 10 thành viên Đảng Cộng Hòa ủng hộ để phê chuẩn hiệp ước vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống. Một quan chức Nhà Trắng giấu tên lại lập luận rằng cơ hội đảm bảo thỏa thuận chưa khép lại hoàn toàn. Nhưng theo quan chức này, các bên không thể đạt được thỏa thuận nếu trước tiên không đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Quan điểm này cũng tương tự ý kiến của các quan chức hàng đầu của Mỹ và Ả Rập Xê Út. Họ thừa nhận rằng Ả Rập Xê Út sẽ không thể đạt được một thỏa thuận bình thường hóa trong nước hoặc trong khu vực nếu cuộc xung đột Israel-Hamas còn tiếp diễn. Đầu tuần này, một quan chức Israel tham gia vào các cuộc đàm phán thả con tin và ngừng bắn với Hamas nói rằng các bên đã đạt được tiến bộ trong những ngày gần đây. Theo nguồn tin, các bên sẽ cần thêm 2 hoặc 3 tuần nữa trước khi thỏa thuận hoàn tất. Quan chức giấu tên nói, chính trị vốn vô cùng phức tạp do Đảng Cộng Hòa không muốn trao thành tích cho ông Biden trong năm bầu cử và nhiều thành viên Đảng Dân Chủ không muốn trao những phần thưởng như vậy cho giới lãnh đạo hiện tại của Israel và Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, hiện tại chính quyền của Tổng thống Biden đang phải chạy đua với thời gian, điều mà họ không có đủ. Khi gặp Thủ tướng Israel Netanyahu hồi tháng 1, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, một trong số ít thành viên Đảng Cộng Hòa từng tuyên bố sẵn sàng ủng hộ thỏa thuận do Nhà Trắng làm trung gian, đã dự đoán rằng chính quyền ông Biden chỉ có thời hạn đến tháng 6 để hoàn tất thỏa thuận bình thường hóa. Quan chức này làm rõ rằng ngay cả khi ông Biden thất bại trong cuộc bầu cử, Mỹ vẫn có thể hoàn tất một thỏa thuận trong giai đoạn khó khăn giữa cuộc bầu cử tháng 11 và lễ nhậm chức tháng 1. Song điều đó có mức độ phức tạp chính trị khác. Một quan chức Israel khác cũng đồng tình với kết luận của các nguồn tin Quốc hội Mỹ rằng cánh cửa cho thỏa thuận bình thường hóa trước bầu cử đã khép lại. Theo một số nhà phân tích, thỏa thuận hòa bình Israel-Ả Rập Xê Út có thể dễ dàng được phê chuẩn hơn dưới sự điều hành của chính quyền ông Biden, bởi ông Biden có thể kết nối các thành viên Đảng Dân Chủ với những thành viên Đảng Cộng Hòa đã ủng hộ Hiệp định Abraham. Hiệp định Abraham là loạt thỏa thuận bình thường hóa giữa Israel và các nước Ả Rập do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Hiệp định này được coi là bước đột phá cho hòa bình khu vực, nhưng từ đó đến nay, Mỹ, Israel và các cường quốc Trung Đông, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, chưa đạt được thêm bước tiến nào. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!